Công nhận hai đứa như này ngoan thật. Rồi nó là đấy, hai cháu cứ học giỏi thế, cô Thanh cô sẽ mừng tuổi cho các cháu thật nhiều, nhớ chưa? Thì sang năm mới là sẽ học giỏi. Không phải mừng tuổi đâu anh ạ. Không, các cháu nó phải mừng tuổi cho các cháu thì anh chị đầu xuân năm mới anh chị sang đây là mừng tuổi nó, bọn nó lớn hết cả rồi mà anh. Đấy, như trẻ con nó có như lời bác Ai Hi nói là học giỏi là phải mừng tuổi thật nhiều đúng không? Đầu xuân năm mới bác mừng tuổi nhá. Ôi, sang năm lại phát huy học giỏi bác lại còn mừng tuổi bác nhiều hơn. Một tờ thôi làm gì mà cho tận hai tờ thế? Chết mà sao nhiều thế? Thì cứ phải làm theo lời bác đã dặn là học giỏi mừng tuổi nhiều là cứ phải thực hành đúng. Thấy mà hai đứa mồm đâu không xin hai bác đi. Nhớ học giỏi đấy nhé. Mày thấy không? Thấy. Rơi điện thoại bây giờ. Thế nào mà sao Ai Hi nghe mấp mồm thế? Thấy nghe cái ầm ầm bên kia không? Nhà người ta có khách chờ mầm thế mà cũng phải chạy ra để lôi lên. Không phải bình thường, không phải là khách người ta đến chơi không đâu, mà là con gái nhà người ta về chơi, có cả thằng mang cả thằng cu con về nữa. Thì con gái thì nó còn không bằng khách ý. Khách đến thì lại còn phải sợ là phải tiếp đón các thứ. Nhưng con gái cái sao lại không bằng khách? Con gái thì nó đi lấy chơi nhà đẻ thì bình thường, có cái gì đâu mà khoe. Nó lấy chồng xa nó về chơi mày hiểu không? À, kiểu gì Ai Hi đi sang mừng tuổi đi. Đúng, may Ai Hi còn nhắc đấy. Thì tao cũng đang tính thế, chắc chắn là nó cũng phải làm cái thịt gì đấy để nó còn mời con gái kiểu gì thì kiểu cũng phải làm hai mâm gì đấy đấy. Nhà người ta làm cỗ thì kệ người ta, mà ngày Tết nhất này thì đi đâu người ta chả nói là thịt. Thế thì mới đông mới vui, thì mình sang đấy nữa thì lại càng vui. Hai vợ chồng mình đi sang đấy chơi đi. Thế là ý Ai Hi là định đi sang đấy là không phải là mừng tuổi cho con nhà nó mà là muốn ở ăn cơm à? Mừng tuổi luôn. Sang đấy mừng tuổi mới lại mà mình Tết này cũng không sang bên nhà đấy để chúc Tết. Thôi đi, Tết này thì đi sang để chúc Tết thì người ta xong mừng tuổi cho con cháu thì người ta xong thì đi về. Ai lại ở đấy để ăn uống? Thì ăn uống thì đã sao, càng đông càng vui chứ. Biết là đông là vui, thế nhưng mà bình thường thì không sao, nhưng bây giờ con gái con rể người ta về thì mình đi sang có phải nó ngại không? Có gì mà ngại, mình sang mình mừng tuổi cho con nhà người ta, rồi mình ở đấy mình uống chén rượu cho nó tình cảm thôi chứ. Mày thấy tao nói có đúng không? Đúng cái gì mà đúng, bây giờ người ta có mời đâu mà mình đi. Mời mà đến thì là một chuyện quá là bình thường rồi. Khách không mời mà đến mới là khách quý. Không nghe cái câu đấy à? Ai Hi đi sang đấy đi mà làm khách quý. Mày Thanh hôm nay khai xuân nhổ tí cái cỏ, đi chơi mãi chúc Tết mãi mấy ngày Tết rồi thì cũng phải về mà làm khai xuân đi chứ. Người ta làm đầy đồng rồi kia kìa. Còn mày cũng phải sang đấy, hai vợ chồng cùng sang, đỡ phải chưa, đỡ phải nấu cơm là thứ nhất. Thứ hai là thì sang đấy xem còn lựa xem mừng tuổi cho con người ta là mừng thế nào để còn biết chứ. Mà mừng tuổi thì Ai Hi cứ 50-100 vào nhà người ta mà con đàn cháu đống nó không nói. Mày ham mà. Một đứa tiền đâu mà mừng những 50-100. Mày nghĩ nhà mình đại gia lắm à? Nhà mình điều kiện có lắm à? Nhà mình nghèo rách mùng tơi cực cả. Thế thì cũng khó nhỉ. Thế tao mới bảo mày phải đi cùng tao. Đi sang đấy thứ nhất là vừa tình cảm hai vợ chồng, tình làng nghĩa xóm, biết tin là người nhà người ta về chơi rồi thì là mình sang mình chúc Tết có phải là người ta cũng cảm thấy nó gần gũi chỗ hàng xóm với nhau không? Đúng không đã? Thứ hai là mày có mặt ở đấy thì xem lựa mà tao sẽ ra hiệu cho. Thí dụ mừng tuổi, tao mà thí dụ mà nó bụi mắt kiểu thế, tao cứ ra hiệu là bụi mắt này lấy một ngón tay, nhớ chưa? Là 10.000. Còn thí dụ mà tao đưa hai ngón tay lên lấy giữ mắt hai bên thì là mừng tuổi 20.000. Được rồi. Nhớ chưa? Được rồi. Cứ theo tao ra hiệu như thế nào mà thế mà mừng tuổi thôi. Nhưng mà sao Ai Hi lắm chuyện thế? Thế thì cứ mừng tuổi 10.000 với 20.000 luôn đi, lại còn cứ phải ra hiệu phím làm gì? Mày biết thế nào được trẻ con nó về đấy có đông không? Đông hay là neo để mình còn biết, mình còn tính chứ lựa
theo cái đồng tiền của mình có để mừng tuổi cho chúng nó, cho nó đồng đều chứ. Thôi được rồi, sẽ đi nhanh lên để còn về. Nhớ vào đấy, để ý vào cái gia hiệu của tao ấy. Thấy làm hiệu bằng ngón tay là mày phải nhìn thấy thế mà mừng tuổi cho con người ta, không có làm mang tiếng ra. Nhanh lên. Đi. Có ai đâu anh đi? Hú à. Em. Ơ. Anh. Mày Thơm vừa à? Vừa về à em? Vâng, em vừa mới về. Chị, mày Thơm về à? Thế trẻ đâu? Đầu nó lanh quanh ở ngoài kia ấy. Em về được 2 hôm nay rồi. Công nhận là ai về... mất tinh thật. Mặt thì nhìn thẳng mà mắt còn liếc được tận mày Thơm ngồi đây nữa. Về thành phố có khác nhìn khác hẳn. Mà công nhận là em vẫn thế mà về vẫn mặc quần áo của mế. Em nhanh mà... lớn thật đấy. Chưa gì đã đi làm dâu nhà người ta được mấy năm rồi, mấy cái ngày nào còn tắm trong chậu còn chả bị ba bị bóm đấy à. Lớn cái gì cơ, 30 năm rồi. Mà em 30 tuổi rồi đấy, may còn lấy được chồng ấy. Đấy, biết vợ chồng em ở thành phố mới về là anh phải sang đây luôn. Dẫn vợ anh sang đây để còn muốn gặp chú nó xem mặt mũi thế nào. Cái hôm cưới anh còn say bít tỉ ra chả nhớ thế cái gì. Thế là vẫn chưa nhìn thấy mặt chồng em à? Từ đợt đấy bọn em về cứ chớp nhoáng, có cơ hội nào để mà anh được ngồi với chú nó đâu. À vâng, thôi thì đằng nào cũng thế, đầu xuân năm mới thì vào nhà uống nước anh. Nhưng mà nghe nói có phải là chú Phong chồng em nó làm to lắm ở dưới thành phố đúng không? To cái gì đâu anh, ấy làm đội trưởng đội bốc vác thôi mà. Thế chả to à? Thế thì có bọn trẻ đâu hết rồi. Nó lên quanh đâu đây ấy. Đi 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 vào nhà anh. Từ từ đã. Còn vào nhà uống nước thế để mời thôi. Ờ đây. Ờ. Đây là chú Phong đây à? Vâng đấy, chồng em đây anh. Đúng là làm sếp có khác nha. Làm sếp to đúng lắm, phải không? Thì em làm đội trưởng bốc vác mà anh. Thế là ở dưới gầm cầu Long Biên hay là ở trên mặt cầu Thanh Trì? Không, em làm trong công ty ở gần cầu Thăng Long anh ạ. À thế à? Thôi, đi vào nhà uống nước. Em quản lý mấy cái ông bốc vác xi măng ấy mà. Làm ở chỗ cầu Thăng Long á? À? Vâng, vâng. Thế lúc nào? Công ty em gần đấy. Lúc nào anh xuống đấy phải biếu anh mấy cây thuốc Thăng Long, anh về anh hút Tết đấy nhá. Đâu, biếu anh vài bao xi măng thì được, chứ còn em làm công ty xi măng mà. À chứ không phải là làm thuốc lá Thăng Long à? Không. Đi vào đây em. Nước anh. Đi vào, anh chị vào uống nước. Ơ thế, bọn trẻ nhà anh ai hi ở đâu? Ui, trẻ con nhà anh nhá. Vâng. Ui, để nó ở nhà chứ nó sang đây nó ăn uống được gì mấy đâu mà. Thì nó vướng cẳng, vướng chân ra. Nó làm phiền ra. Thế thì cô mà có quả cáp gì ở Hà Nội thì ký gửi anh mang về cho chúng nó vui lắm đấy. À vâng, thôi anh chị vào nhà uống nước đi. Ai hi, sao lại nói quả cáp thế? Đi vào đây chị ơi. Kiểu gì chả có. À mà này, nhớ để ý cho mấy đứa nó còn biết đường nó mừng tuổi đấy. Đấy, nhắc nhớ đấy nha. Thấy anh ra hiệu thế nào thì cứ thế mà thực hiện thôi. Anh uống nước chè cho gì đã phải. Ôi giời, anh thì cái gì cũng được nhưng mà thôi cho anh cốc rượu à? Lưng lưng này thôi. Vừa mới sáng sớm nó đòi uống rượu. Rượu để tí nữa ngồi mâm uống anh. Đằng nào em đang luộc con gà mà tí anh chị ngồi đây uống rượu luôn. Ôi giời, liệu thế sang đây chơi tí thôi lại ở lại uống rượu gì có mà ngại quá. Có gì mà ngại, mấy khi em mới về nhà ngoại đâu mà anh phải ngại. Thôi được rồi, anh đã bảo sang đây thì chủ yếu là để cho anh em mình ngồi với nhau chén rượu thì chú lại giữ lại ăn cơm thế gì. Có thể để rượu để tí nữa anh giờ uống nước chè nhá. Thôi thế chả phải chè cháo rồi, đi Hà Nội về thì chắc à, gì vậy anh ý? Thì anh cứ làm lòn nhỉ. Em quên mất rồi. Đấy, anh uống thoải mái. Em cũng quên mất là anh hay có uống rượu vặt. Quên lại ngồi nói chuyện mà không có cái gì. Không, đừng, không phải anh nhá. Mà vui thì anh thấy nó thiếu thiếu cái gì thì uống thôi chứ còn thèm thuồng gì. Có được mà chả có cũng không được. Đấy cô xin đấy. Cái tật này. Anh là thích cái món nước xà phòng ở dưới Hà Nội này lắm. Uống thơm. Anh cứ tự nhiên anh ạ. Đấy chị đấy uống tặng con nước lọc đi. Chú làm loan em không kia món này anh ạ. Thế đầu tháng năm mới thì về nghỉ Tết ở trên ngoại được dài không? À mỗi năm thì nghỉ được 2-3 hôm thôi anh ạ, nhưng mà năm nay nó dịch này
chắc là cũng nghỉ dài dài đấy nhỉ. Thế thì anh em mình lại có nhiều cơ hội ngồi với nhau. Thôi được rồi, nếu mà trưa nay thì tối em sang anh. Ừ, thì cứ xong xuôi ở đấy đi đã, thì chỉ cần theo như anh tính để cho nó thoải mái. Chú thời gian về Tết cũng lâu dài đúng không? Vâng vâng. Thì cứ 5 hôm anh sang bên này, 5 hôm chú lại sang bên này. Cứ hết 5 hôm chú anh ở bên này rồi uống rượu với chú ăn uống cho nó vui vẻ, cho nó thoải mái đã. Trong 5 hôm sang nhà anh. Vâng. Ai lại sang nhà anh rền 5 hôm thế, ngại lắm. Có cái gì mà ngại? Đâu được anh? Anh ở đấy 5 hôm được thì chú sang bên nhà anh 5 hôm thì có gì mà phải ngại. Bọn em về thì chỉ ở được 1 tuần thôi, mà hôm nay đã về hôm thứ 2 rồi. Cái gì về có 1 tuần thế á? Thế chú bảo là về là dài dài mà. Thế là dài còn gì thế, anh? Thế thì hợp lý quá rồi, còn gì thì còn 5 hôm này anh sang đây. Còn 5 hôm kia gì kể cả sang năm vẫn được mà. Vâng, thôi thế cũng được em ạ. Thì em ở đây 1 tuần, xong còn về nội 1 tuần nữa, xong là đi làm, chắc là cũng hết dịch là đi làm anh ạ. Đấy rồi, anh sẽ dành tình cảm sang bên này với chú. Chú còn lúc nào sang bên anh được, lúc nào thì là thì sang thì, chứ mà, anh không ép. Mà nói ở gần đây thì lúc nào sẽ sang được anh. Đúng rồi. Trẻ con chạy đâu mà lên quanh đâu nhỉ? À ừ đấy. À đi, Lâm, vào đây chú ạ. Dạ. Thì em đâu con? Em chơi. Chào bác chưa? Chào bác. À, đấy, Hải đấy để không chào bác gì cả. Chào bác chưa con? Ừ, thằng Cú Lâm này chắc anh biết rồi. Đây là con nhà anh vợ. Rồi con nhà em đây. À thế ạ? Vâng. Cứ lúng ta lúng túng lại cứ tưởng là hai cô chú lại để mắn thế nữa. À đâu? Thế là nhà không? Có hai đứa à? Vâng, anh ạ. Thế là hai cháu là học lớp mấy chưa? Cháu học lớp 6. Thế học giỏi không? Cũng may là hai đứa nó chịu khó học anh ạ. Ừ đấy, đúng, phải nói là bố đẹp, mẹ xinh gái, đẻ ra con khôn. Công nhận là hai đứa ngoan nhỉ? Vâng anh chị ạ. Công nhận hai đứa nhỉ, ngoan thật. Rồi nó là đấy, hai cháu cứ học giỏi thế, cô Thanh cô sẽ mừng tuổi cho các cháu thật nhiều, nhớ chưa? Thì sang năm mới là sẽ học giỏi. Không phải mừng tuổi đâu anh ạ. Không, các cháu nó phải mừng tuổi cho các cháu thì... Anh chị, đầu xuân năm mới anh chị sang đây lại mừng tuổi nó, bọn nó lớn hết cả rồi mà anh. Đấy, trẻ con nó có... Như lời bác Ai Hi nói là học giỏi là phải mừng tuổi thật nhiều đúng không? Đầu xuân năm mới, bác mừng tuổi nhá. Ôi, sang năm lại phát huy học giỏi, bác lại còn mừng tuổi nhiều hơn. Một tờ thôi làm gì mà cho tận hai tờ thế? Mà sao nhiều thế? Thì cứ phải làm theo lời bác đã dặn là học giỏi mừng tuổi nhiều là cứ phải thực hành đúng. Mà hai đứa mồm đâu không xin hai bác đi. Cháu xin. Nhớ học giỏi đấy nhé. Vâng. Đấy, bác dặn là học giỏi thì sang năm còn mừng tuổi nhiều hơn. Thôi các con đi chơi đi. Thế xuống xem bà, hỏi bà cơm nước thế nào rồi nhá. Thôi cũng không phải cơm nước gì đâu. Okay. Anh gà chín rồi, thôi. Em chắc ù ngay xong. Thôi chú, cô chú. Thì anh bảo ở đây ăn cơm cả mấy ngày mà. Ừ, rồi, tí nữa anh sang. Thế anh cầm lon bia về uống anh, không để nó đắng. Thôi cô chú thông cảm nhá, anh trực nhớ ra là ở nhà bác cái xoong thịt lên quên mất không tắt. Thế để anh về anh tắt một lèo đi xong rồi sang ăn cơm anh. Cả chị về nữa thì không có còn bọn trẻ con nữa ở nhà. Thế tối sang anh nhá. Được rồi, tí nữa anh về anh giải quyết xong cái thì anh sang luôn. Ừ, sao giải quyết về đi về còn ở đấy cái gì nữa. Sao tự nhiên anh đi vội thế? Anh đi bỏ tay ra, cứ đi từ từ thôi, đau hết cả cổ tay. Em có biết là em vừa làm cái gì đấy không? Làm cái gì? Đi vào đây xem nào. Mừng tuổi cho trẻ chứ làm cái gì? Mừng tuổi người ta đã nói như thế nào rồi, dặn như thế rồi thì rõ ràng làm theo ai. Lúc nào người ta ra hiệu thì mới mừng tuổi. Đã thế này đâu, thế này là 10.000, thế này là 20.000. Không những làm thế này mà Ai Hi còn cả thế này nữa còn gì nữa. Cái con này đấy là tao ra hiệu à? Tao đây là tao buồn ngủ, tao vuốt cái mặt cho nó tỉnh ngủ chứ. Thì cái lúc mẩy thanh phí Ai Hi thế này, rõ ràng Ai Hi nhìn thẳng mặt còn gì nữa, xong tự nhiên thấy Ai Hi thế này mẩy thanh còn đếm như thế này là 10 đồng của tay là mỗi đứa 100 còn gì. Mừng tuổi mỗi đứa 100 là 200 bạc. Thế thì
ở đấy ăn uống thì liệu nó có nuốt trôi được không? Thì rõ ràng là lúc đấy A Hi lại còn bảo là học giỏi nên là được mừng tuổi nhiều. Nhiều thì là chỉ giới hạn là 20.000 là một đứa là nhiều rồi. Thì ai mà biết được, đấy là tại A Hi không rành rọt từ đầu ấy chứ. Tiền đã không có rồi lại còn oai còn trí. Mà sao cái lúc A Hi dặn phim ý, A Hi không dặn luôn cả cái lúc A Hi ngáp ngủ đi để còn biết được. Nghĩ cái ngáp ngủ thì ai mà nhớ, ai mà biết được nó đột xuất thế. Thì giờ mừng tuổi rồi thì thôi chứ làm thế nào được. Mà đầu năm mừng tuổi cho nó được lộc A Hi ạ. Lộc một cái cọc cọc vào mồm ấy. Lộc. Thôi được rồi, gớt đằng nào cũng đã nhỡ rồi thì rút kinh nghiệm lần sau. Mà lần sau thì cứ... Mà nhớ vào, người ta đã dặn đi dặn lại là như thế rồi. Chỉ ra hiệu như thế này là 10.000, thế này là 20.000, biết chưa? Thì bây giờ là biết rồi. Đấy, lại còn... Đấy, không để ý cái này là người ta vuốt mặt. Chứ có phải ra hiệu à? Thôi được rồi, hãy đi xem cho trẻ nhà mình đâu. Gọi nó về đây. Nó đang chơi bên nhà hàng xóm, gọi về làm gì ai hi? Gọi về đây để anh dẫn nó sang bên đấy để con ăn cơm uống rượu, để xem vợ chồng nó mừng tuổi lại cho con nhà mình ít nhiều nào, còn gỡ gạt lại tí. Thôi được rồi, để mấy Thanh đi tìm. Biết thế tao cầm mấy lon bia về uống cho nó bỏ tức. Thế là hai cháu học lớp mấy rồi? Cháu học lớp 6. Cháu học lớp 1. À, thế là nhà anh chị đối diện đây anh? Ở đây, nhà anh đối diện đây. Vì người đúng là người thành phố về đây có khác làm to làm lớn, có khác làm sếp bốc phát đúng không? Vâng. Thế làm ở chỗ nào? Gầm cầu Long Biên này. Cái lúc này nó phồng phồng. Thì nó to chứ đôi chuẩn bị bốc phát thì được nào đấy. Cười. Ok. Chú làm to thế kìa. Làm đội trưởng đội bốc phát á? Vâng vâng. Thế làm ở chỗ nào? Công ty ở gầm cầu Long Biên à? Hay là... Công ty. Anh hỏi gầm cầu chứ ai nói là công ty thì ai hỏi công ty gầm cầu. Loạn hết rồi. Là gầm cầu Long Biên hay là gầm anh chị? À vâng, thôi thì đằng nào cũng thế, đầu xuân năm mới thì vào nhà uống nước anh. Nhưng mà nghe nói có phải là chú Phong chồng em nó làm to lắm ở dưới thành phố đúng không? To cái gì đâu anh ấy làm đội trưởng đội bốc vác thôi mà. Thế chả là... to à? Thế thì có bọn trẻ đâu hết rồi? Nó loanh quanh đâu đây ấy. Đi đi vào nhà anh. Dọn dập từ từ đã. Còn vào nhà uống nước thế để mời em. Ờ đây. Ờ. Đây là chú Phong đây à? Vâng đấy, chồng em đây anh. Đúng là làm sếp có khác nhỉ. Đội trưởng đội bốc sếp. Anh là... À đây là anh A Hi, hàng xóm đến nhà mình ấy anh. À thế nhà ở gần đây anh. Đây anh đối diện đây. Đây là vợ anh. À mày Thanh. Vâng, em lấy chồng lấy làm rể ở đây mấy năm nhưng mà cũng ít lên nên là chưa gặp anh lần nào. Chính vì thế anh thấy chú lên cái vợ chồng chú về quê ăn Tết là vui lắm rồi. Anh phải sang để còn trông vui anh em mình hàn huyên, ngồi với nhau một vài chén rượu cho nó tình cảm. Thế anh mổ gà xong chưa? Đấy, anh đang bằng lấy luộc, vừa bằng luộc rồi. Thế thì trưa nay ở đây uống rượu luôn anh. Công nhận là người thành phố có khác nhỉ. Nhìn với nhà em luôn. Rồi.